Theo Bộ Công Thương, tình hình kinh tế thương mại Việt Nam 5 tháng đầu năm 2022 tiếp tục ghi nhận kết quả đáng khích lệ ở cả ba lĩnh vực công nghiệp, xuất khẩu, thị trường trong nước. Tại buổi họp báo thường kỳ, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, 5 tháng đầu năm 2022, kinh ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt gần 154 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,7%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2021. Xuất siêu ước tính đạt 434 triệu đô la Mỹ, có 27 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đang dần bắt kịp tốc độ tăng của cùng kỳ các năm trước khi xảy ra dịch bệnh. Cân đối cung cầu hàng hóa cơ bản thiết yếu như xăng dầu, phân bón, điện cơ bản được đảm bảo. Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm 2022, từ nay đến cuối năm, ngành công thương sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện hiệu quả nghị quyết 01, nghị quyết 02 của chính phủ và chương trình phục hồi kinh tế nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bám sát tiến độ để sớm đưa vào vận hành các công trình dự án trọng điểm, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kích cầu tiêu dùng nội địa, kết nối tiêu thụ hàng hóa nông sản trên môi trường số, thương mại điện tử, vân vân cũng tại buổi họp báo nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, lãnh đạo Bộ Công Thương cũng gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các phóng viên nhà báo để góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ. Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục cung cấp thông tin kịp thời đến báo chí và mong muốn nhận được sự đồng hành và ủng hộ nhiều hơn nữa của các cơ quan báo chí.